Thưa quý vị, hôm nay Đảng ủy Quân sự thành phố tổ chức hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý tư năm 2022. Đến dự và chỉ đạo hội nghị có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh, đồng chí Đoàn Duy Tân, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự thành phố chủ trì hội nghị. Quý 3 vừa qua, Đảng ủy Quân sự đã lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các mặt công tác trọng tâm của lực lượng vũ trang thành phố. Nổi bật là tham mưu Thành ủy tổ chức thành công hội thảo 70 năm chiến thắng Đồn Nhất Hải Vân Quan, chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ 3 quận Hải Châu, Cẩm Lệ, Ngũ Hành Sơn và diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã phường, lãnh đạo xây dựng đảng bộ các cấp vững mạnh, cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện. Lực lượng vũ trang thành phố đã giúp chính quyền và nhân dân phòng tránh hiệu quả cơn bão Noru. Trong quý 4 năm 2022, Đảng ủy Quân sự thành phố đề ra nghị quyết tập trung lãnh đạo nhiệm vụ tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2023, tổ chức gặp mặt cán bộ quân đội nghỉ hưu và làm tốt chính sách hậu phương quân đội nhân kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22 tháng 12, tiếp tục duy trì nghiêm các chế độ trực gác sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo các mặt hậu cần, kỹ thuật, hoàn thành chương trình huấn luyện diễn tập năm 2022 theo đúng kế hoạch.